những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Ngụy Đàm xin chết thay bạn. Ngụy Đàm là người cuối thời Tây Hán. Lúc còn trẻ, cùng bằng hữu lánh nạn chiến tranh. Trong thời khắc nguy cấp, Ngụy Đàm vì sự an toàn của bằng hữu, không sợ sanh tử, chung lưng đấu cật. Nhờ hành động nghĩa hiệp nên đã hóa giải nguy cơ. Câu chuyện Ngụy Đàm xin chết thay bạn từ đó mà nổi danh trong thiên hạ. Ngụy Đàm à, chúng ta vì tránh cuộc chiến loạn từ Trung Nguyên trốn đến nơi đây. Nơi này quả không có chiến loạn, nhưng một bóng người cũng không có. Chúng ta làm sao mà sống đây? Đúng rồi Ngụy Đàm đại ca, nơi này vẫn không bằng Trung Nguyên của chúng ta được. Đừng thoái tâm, chỉ cần trong tâm chúng ta có mục tiêu, cứ theo mục tiêu mà tiến tới, nhất định sẽ tìm thấy đích đến. Ngụy Đàm đại ca nói đúng, chúng ta trước tiên hãy lót cho no bụng đã, rồi hãy nói đến chuyện mục tiêu. Nước, nước, tôi muốn uống nước. Hình như đệ nghe có tiếng người nói. Huynh cũng nghe thấy, hình như có người gặp nạn trong sa mạc. Chúng ta qua đó thử xem. Thôi đừng đi, trong sa mạc rất ít có người. Nếu như gặp cướp thì biết làm sao bây giờ? Như vậy cũng không thể thấy chết không cứu. Nếu hai đệ sợ thì cứ ở đây đây, huynh đi một mình. Ngụy Đàm đại ca, để đi cùng với huynh. Đừng có ngốc, nó không biết chừng sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nhưng không để Ngụy Đàm đại ca một mình mạo hiểm được. Chúng ta là anh em tốt, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia mà. Các người, nước, nước, tôi muốn uống nước. Nước, tôi muốn uống nước. Quỳnh muốn làm gì vậy? Đưa nước cho ông ấy uống. Ông ấy thì chúng ta không quyền không biết. Vì sao lại đưa nước cho ông ta uống vậy? Ông ta uống hết rồi, chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta không thể thấy chết mà không cứu. Cứu người phải liệu sức mình chứ. Nhìn bộ dạng của ông ta, cho dù chúng ta cho ông ấy uống nước, có thể cứu sống được ông ấy không? Chúng ta không thể đứng nhìn ông ấy chết khác được. Huynh không nhẫn tâm thấy một mình ông ấy chết khác. Chẳng lẽ nào huynh nhẫn tâm nhìn ba người chúng ta cùng chết với ông ta sao? Huynh không có ý này. Hai người đừng cãi nhau nữa. Tiểu quản, để nói đi, chúng ta có nên cứu người lạ mặt hay không? Để Tiểu Hoảng, đừng sợ. Để nghĩ sao thì cứ nói ra. Ngụy Đàm đại ca, để cảm thấy huynh Tiểu Nghĩa nói cũng có lý. Chúng ta không thể vì cứu một người lạ mặt mà ảnh hưởng đến tính mạng của chúng ta. Các đệ đã quên ơn của lão bà đối với chúng ta rồi hay sao? Lão bà, lão bà với chúng ta cũng là một không thân không thích. Năm đó bà đã nuôi dưỡng chúng ta, không lẽ bà cũng sợ chúng ta thành gánh nặng cho bà sao? Việc này lão bà thường nói với chúng ta, phàm là người đều yêu thương. Trong thời thế động loạn của chúng ta hiện nay, chỉ có thể dùng chân tâm mà đối đãi với mọi người xung quanh. Mọi người đoàn kết một lòng mới có thể vượt qua khổ nạn. Những lời này của bà đã dạy, các đệ quên rồi sao? Lời dạy của Ngụy Đàm đại ca đúng rồi, đệ sai rồi. Lời dạy của bà đệ vẫn không quên. Nhưng người này lai lịch bất minh, ai biết được ông ta có phải là người xấu hay không? Đệ đã nói, vì đại ca này lai lịch bất minh, sao đệ có thể chắc chắn rằng ông ta là người xấu? Điều này, thời đại này của chúng ta vì sao lại động loạn, bất an? Chẳng phải là vì giữa người và người đều nghi kỵ lẫn nhau, hoài nghi lẫn nhau, không tin tưởng nhau? Nếu như chúng ta cũng có thái độ như thế thì làm sao có thể vượt qua khổ nạn, sống những ngày hạnh phúc được chứ?
Nếu như các đệ không bằng lòng thì hãy đem phần lương thực và nước uống của huynh đưa cho vị đại ca này dùng là được rồi chứ gì. Sao rồi, phát hiện ra bóng người nào không? Mười mấy dặm quanh sa mạc này không thể có bóng người được. Ông tỉnh lại rồi à? Ta không hề ngủ, chỉ là nhắm mắt dưỡng thần thôi. Vì sao ông không mau đứng dậy? Hai tôi một mình ngồi ở sa mạc này lo lắng hồi lâu. Tại hạ Di Trường Công cảm ơn ân công cứu mạng, xin nhận tôi một lại. Đại ca xin đừng làm vậy. Tứ hải giai huynh đệ, mọi người giúp đỡ lẫn nhau, đây là bổn phận nên làm của mỗi người chúng ta mà. Tiểu huynh đệ tâm lòng quảng đại, ân tình của đệ Di Trường Công nhất định sẽ báo đáp. Phải rồi, tôi vẫn chưa được biết quý danh của tiểu huynh đệ. Tại hạ là Ngụy Đàm, hai vị này là bằng hữu tốt của đệ, Tiểu Nghĩa và Tiểu Hoảng. Nhìn cách ăn mặc của đệ không giống người sống gần sa mạc này. Trung Nguyên có chiến loạn, mấy người chúng tôi là vì tránh nạn chiến tranh nên mới đến đây. À, nhìn cách ăn mặc của đại ca chắc là người ở gần đây. Tại vì sao gặp nạn trong sa mạc vậy? Kỳ thực ta cũng là người ở Trung Nguyên. Ồ, đại ca cũng là người Trung Nguyên à? Đúng vậy, ta là thương nhân buôn bán hàng hóa giữa Trung Nguyên và sa mạc. Không ngờ lần này gặp phải cường đạo, hàng hóa lại bị cướp. Tuy bảo toàn được tính mạng nhưng gặp nguy hiểm suýt chết tại sa mạc. Nơi quan du này mà cũng có cường đạo hay sao? Trong thời thế hiện nay thì cường đạo nơi nào mà không có chứ. Nếu muốn sinh tồn trong thời đại loạn lạc này, bắt buộc phải là người có sức mạnh, phải có quyền lực trong tay để khiến người khác khiếp sợ. Chỉ có như vậy mới có thể sinh tồn, mới có thể làm được việc mà mình muốn làm. Tiểu đệ không đồng ý với cách nói này của đại ca. Hả? Tiểu đệ cho là người có sức mạnh không nhất định phải có quyền lực, cũng không cần phải khiến cho người khác khiếp sợ. Người thực sự có sức mạnh là người dùng đức hạnh để cảm hóa những người xung quanh, khiến mọi người đoàn kết một lòng, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp. Ngụy Đàm đại ca nói rất đúng. Tiểu huynh đệ quả nhiên kiến thức phi phàm. Hôm nay trời đã tối, chúng ta hãy tạm thời nghỉ ngơi, đợi ngày mai trời sáng chúng ta cùng nhau tìm đường ra khỏi sa mạc này. Hả? Xảy ra chuyện gì vậy? Không nhìn thấy lương thực và nước uống của chúng ta nữa rồi. Hả? Sao lại thế này? Còn Di Trương Công kia đâu? Nhất định là hắn đã trộm lấy lương thực và nước uống của chúng ta rồi. Sự tình chưa biết rõ, chúng ta không thể suy đoán hồ đồ được. Ngoài hắn ra còn người nào nữa chứ? Bảo huynh đừng cứu hắn ta, nhưng huynh không chịu nghe. Hai người bọn đệ đều bị huynh hạ chết rồi. Lúc đó tính mạng của Di đại ca đang ở bên bờ vực, chúng ta có thể đứng nhìn huynh ấy chết trước mặt chúng ta được. Huynh thương xót Di Trường Công, nhưng hắn lấy oán báo ân. Hiện giờ tính mạng của chúng ta cũng đang ở bên bờ vực, ai sẽ là người thương xót chúng ta đây? Đệ hãy bình tĩnh đi. Tối hôm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chúng ta đều không biết, không thể suy đoán là do Di đại ca làm được. Hai người đừng cãi nữa, bên kia có người. Chúng ta được cứu rồi. Tiểu Quảng, đừng đi. Hả? Chạy mau. Đứng lại. Đứng lại, đứng lại. Quỳ xuống. Đại ca đến rồi. Đại ca đã đến. Đại ca, đại ca. Là ngươi. Đại ca, trên đường chúng tôi đi tìm kiếm đại ca đã bắt được ba tên nhóc này. Giỏi lắm, hổ đầu. Hãy đem nhốt chúng lại, đối xử với chúng như những đứa trẻ khác. Dạ. Các ngươi muốn làm gì? Làm gì à? Làm nghề này của chúng ta thường xuyên ăn không no bụng, đem bắt các ngươi về, ngươi nói xem sẽ làm gì? Các ngươi muốn ăn thịt bọn ta sao? Chúng ta đã cứu ngươi, ngươi lại muốn ăn thịt bọn ta sao? Ngươi lại quán báo ân hả? Câm miệng, ở đây không có phần cho các ngươi nói đâu. Dẫn chúng nó đi. Khoan đã, đại ca, để hắn ở lại.
Dạ. Ngươi vong ân phụ nghĩa, lấy oán báo ân, chúng ta đã cứu lầm ngươi rồi. Cứu lầm ngươi rồi. Đại ca, tên tiểu tử này, đem nó đến phòng của ta, ta muốn nói chuyện riêng với nó. Dạ. Quỳ xuống, đừng làm khó tiểu huynh đệ này. Các ngươi lui ra đi. Dạ. Tiểu huynh đệ đã làm cậu sợ rồi, không dám. Không ngờ Nguyên Đàm tôi đã cứu phải một cường đạo giết người không gớm tay. Cường đạo, làm cường đạo có gì không tốt chứ. Ta có cái ăn cái mặc, còn có nhiều người nghe theo lệnh của ta. Trong vùng đất rộng lớn này, ta muốn làm gì thì làm. Hoàng đế cũng không được như vậy. Ông đã uy phong như vậy, tại sao suýt chút nữa chết tại sa mạc gì? Đó là việc ngoài ý muốn. Dù sao cũng may được tiểu huynh đệ để cứu mạng. Di Trường Công ta là người biết tri ân báo ân, ta nhất định sẽ báo đáp cho ngươi. Cách ông báo đáp cho chúng tôi là lấy trộm lương thực và nước uống của chúng tôi trong đêm phải không? Việc đó là ta bất đắc dĩ mới làm. Ta dẫn dắt huynh đệ ra ngoài kiếm ăn, bọn chúng đều có chiến lợi phẩm. Ta làm đại ca mà hai tay không trở về, suýt nữa chết tại sa mạc. Nếu như để bọn chúng biết được, ngươi nghĩ xem, làm sao ta nói chúng nghe được chứ? Cho nên ông đã không ngó ngàng đến sự sống chết người khác sao? Trước khi lo cho người khác, phải lo tốt cho bản thân. Ân cứu mạng của tiểu huynh đệ ta không bao giờ quên. Ngươi sau này hãy theo ta, ta bảo đảm ngươi sẽ ăn sung mặc sướng. Ông muốn tôi theo ông làm ăn cướp sao? Ta sẽ cho ngươi làm cánh tay phải của ta ở đây. Tôi không làm, ngươi không làm ư? Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ xem. Ngươi làm lão nhị ở đây, ngoài ta ra thì ai cũng nghe lời của ngươi. Bọn họ không phải đều thật lòng nghe tôi, cũng không phải thật lòng phục tùng ông. Ngươi nói cái gì? Bọn họ phục tùng ông là vì bị ông áp lực, nhưng trong lòng của họ không phục. Trong lòng của họ có oán hận, oán hận chất chứa lâu ngày, sớm muộn gì cũng bộc phát. Bọn chúng dám sao? Bọn họ có dám hay không, trong lòng ông biết rõ nhất. Nội tâm của ông luôn luôn bất an. Ta không có. Nếu như ông không có thì ông đã không chứng tỏ năng lực với huynh đệ của ông, mà ăn trộm lương thực của chúng tôi làm gì? Việc này ông không tin tưởng huynh đệ của ông, ông sợ huynh đệ của ông sẽ phản bội ông. Bởi vì từ trước đến giờ ông đều xem họ là công cụ để giúp ông cướp bóc tài vật. Ông căn bản không thật lòng quan tâm đến họ thì họ tự nhiên cũng sẽ không phục tùng ông. Ngươi không sợ chết sao? Bị các người bắt giữ, tôi cũng không hy vọng có thể sống sót. Tôi chỉ muốn ông hiểu là dùng quyền lực để thu phục lòng người sẽ không thể nào lâu dài được. Ngươi câm miệng. Niệm tình ngươi đã cứu ta, ta không giết ngươi. Người đâu? Đại ca, có chuyện gì vậy? Thả tên tiểu tử này đi. Thả nó đi à? Vì sao vậy? Bảo người thả nó đi thì thả đi. Sao nhiều lời vậy? Dạ. Vậy còn bằng hữu của tôi thì sao? Bọn họ với ta không có chút quan hệ gì. Nhưng mà việc này ngươi còn nói nữa, ta sẽ ra lệnh giết chết bọn chúng. Dẫn nó đi. Dạ. Cứu tôi với! Cứu tôi! Tiểu Nghĩa! Ây da! Đại ca thả ngươi đi vậy thì ngươi đi đi, đừng nói chuyện bao đồng nữa. Mau cứu tôi! Cứu tôi với! Nguyễn Đạo đại ca, Nguyễn Đạo đại ca, không ngờ huynh còn nhớ đến hai bọn đệ. Chúng ta hãy mau chạy đi. Không được, chúng ta cũng phải cứu những người bạn khác nữa. Bọn họ nhiều như vậy, chúng ta làm sao cứu đây? Nhất định vẫn phải cứu. Ây da, bọn chúng chạy trốn rồi. Mọi người mau đến đây đi. Đứng lại, đứng lại. Tên tiểu tử này muốn chạy trốn, không muốn sống nữa sao? Quyết định lần này đem bọn chúng đi làm thịt ăn cho rồi. Được được, ăn thịt đó đi cho rồi. Mọi người đừng gấp gáp, hiện giờ đại ca và hổ ca không có ở nhà. Đợi hai người đó trở về rồi hãy tính.
Những người khác thì tính sao? Chúng ta hãy trốn thoát trước rồi hãy nghĩ cách cứu người ta. Cũng được. Đại ca, nơi này đất đai quan du cằn cỗi, làm gì có kho báu chứ? Ta vừa rồi nhờ ánh trăng để nhìn thấy được chỗ này lấp lánh, phía dưới nhất định là có kho báu. Hãy mau đào đi. Đại ca, có rồi. Đại ca. Đại ca, cứu ta, cứu mạng, cứu ta, cứu ta đi. Đại ca, chúng ta mau chạy đi. Huynh muốn cứu người, huynh còn muốn cứu hắn nữa hả? Huynh điên rồi. Cứu người phải gấp rút. Đồ ngốc. Tiểu quản, chúng ta đi thôi. Chúng ta không thể bỏ mặc Ngụy Đàm đại ca được. Hai tên ngốc này. Ngươi vì sao vẫn đến cứu ta vậy? Tôi không muốn nhìn thấy ông chết trước mặt tôi. Ta đã từng muốn giết ngươi mà, nhưng cuối cùng ông đã thả tôi đi. Điều này cho thấy lương tâm của ông vẫn chưa mất hết. Ta và Hổ Đầu làm anh em nhiều năm như vậy, đến giờ khắc nguy đan hắn đã tham tài phụ nghĩa. Ông chỉ là lợi dụng anh em của ông để bán mạng cho ông thôi. Ông chưa hề quan tâm đến họ. Cái này cũng gọi là nghĩa khí hay sao? Ta và các huynh đệ đồng cam cộng khổ, có thịt ăn thịt, có cháo ăn cháo, như vậy không gọi là quan tâm đến họ hay sao? Ông dẫn dắt họ làm việc bất chánh, bất chấp, nguy hiểm, có thể bị truy nã, cướp bóc nhà người, đây cũng gọi là quan tâm đến sao? Thời thế hiện nay không cướp bóc thì có việc gì để làm? Bên kia có người, ở bên kia. Bọn chú đuổi đến rồi, chạy mau. Đứng lại. Đại ca, huynh không sao chứ? Là huynh đã bắt được bọn chúng. Đại ca, ba tên tiểu tử này dũng quyết định muốn đào tẩu. Các huynh đệ hiện giờ đều muốn ăn thịt bọn chúng. Ăn thịt bọn chúng, ăn thịt bọn chúng đi. Ăn thịt bọn chúng. Để bọn chúng nấu đi. Nấu nó lên. Nấu nó lên đi. Cứ theo ý của huynh đệ mà làm. Đại ca, nước đã sôi rồi. Hôm nay chúng ta thịt tên nào trước vậy? Thịt tên này. Đừng ăn thịt tôi mà. Không được là hại quyết định của tôi. Muốn thịt thì hãy làm thịt tôi trước. Ngụy Đàm huynh, không cần nói đâu. Chúng ta là quyết định tốt. Nếu nhất định phải chết thì để huynh chết trước. Trong ba người chúng tôi cao lớn mạnh khỏe nhất, thịt cũng nhiều nhất. Nếu các người muốn ăn thì ăn thịt tôi trước. Tiểu Quỳnh đệ, hôm nay chúng ta chỉ ăn thịt một người thôi. Ngươi không cần thay hắn chịu chết đâu. Ba người chúng tôi không phân biệt ta người, vì bằng hữu mà chết, chết cũng cam lòng. Người chết rồi, mọi thứ chỉ là nói suông. Người ta ai cũng một lần chết. Tôi hôm nay vì đạo nghĩa bạn bè mà chết. Tuy chết nhưng tâm ăn lý đắc. Còn ông mỗi ngày cướp bóc nhà người, ý mạnh hiếp yếu, bề ngoài oai phong lắm, nhưng tâm của ông có an bao giờ chưa? Hả? Mọi người đều có cha mẹ, có anh em, có người thân. Các người ở bên ngoài làm cường đạo, sống chết trên đao kiếm, làm sao không có thương vong cho được? Các người nhẫn tâm khiến người thân các người mỗi ngày vì các người mà phập phồng lo sợ. Mọi người tương lai đều có con cái, thì chúng biết phụ thân của chúng làm ăn cướp thì chúng sẽ nghĩ như thế nào? Các người làm sao đối mặt với chúng đây? Mọi người đã nghĩ qua chưa? Mọi người làm cường đạo là vì cái gì? Bất kể mọi người là vì lý do gì, mọi người đã làm cường đạo lâu chưa vậy? Các người đã có được những thứ mà các người mong muốn chưa? Bây giờ không làm ăn cướp thì làm cái gì chứ? Chính bởi vì ngày nay không tốt nên chúng ta phải đoàn kết hơn. Chỉ cần mọi người đoàn kết một lòng, giúp đỡ lẫn nhau thì sẽ có thể vượt qua khó khăn này, mới có thể xây dựng xã hội tốt đẹp được, mới có thể đạt được thứ mà mình chân chính mong muốn. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Nếu như mọi người đồng ý, chúng ta cùng nhau nỗ lực khai quang vùng đất này. Chỉ cần mọi người trong lòng có mục tiêu, đồng tâm hiệp lực, nhất định sẽ thành công. Tiểu huynh đệ nói rất đúng. Chúng ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian làm những việc không có ý nghĩa nữa. Tôi đồng ý với cách nói của tiểu huynh đệ đây. Các ngươi hãy đem thả bọn họ hết đi. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng lại xã hội. Được.
xây dựng lại xã hội. Tốt, tốt, tốt. Nghĩa cử của Ngụy Đàm đã làm Cường Đạo cảm động. Bọn họ cùng với Ngụy Đàm đã xây dựng nên một vùng đất hoàn toàn mới. Tuần Cử Bá. Vào thời Đông Hán, có một người học trò tên là Tuần Cử Bá. Anh là người nghĩa khí, giữ chữ tín, rất trong tình bạn, không quản đường xá xa xôi đến thăm người bạn đang bệnh ở phương xa. Hey, lần này cơ may tốt của Cử Bá đến rồi. Đúng rồi, Cử Bá thường ngày đối với người khác chân thành trượng nghĩa như vậy đã giúp đỡ chúng ta trong nhiều năm qua. Nhưng chúng ta là học trò nghèo, không có gì để báo đáp, chi bằng đem tin tức tốt lành này báo cho huynh ấy vậy. Tuần Cử Bá, Tuần Cử Bá, huynh có ở nhà không vậy? Có, xin mời vào. Cử Bá, lần này huynh sắp phát tài rồi. Rốt cuộc là việc gì vậy? Lưu Viên Ngoại ở Thành Đông, Lưu Viên Ngoại Thành Đông đang tuyển gia sư đến nhà ông ấy dạy học. Một năm 200 lạng bạc, y phục chỗ ăn ở Lưu Viên Ngoại đều lo chu đáo. Hay là huynh đi dự tuyển đi, để dành tiền vào kinh ứng thí. Còn có một vài người khác cũng đang tranh tuyển vị trí gia sư này đó. Tuy nhiên Lưu Viên Ngoại có lời khen đặc biệt dành cho huynh, có ý nhờ chúng tôi đến đây để báo với huynh, dự tính ngày mai sẽ chọn người đó. Huynh Cử Bá của chúng ta tài năng ưu việt, sự hiện đức của huynh cả làng đều biết, chắc chắn là không có vấn đề, đúng không huynh Cử Bá? Cử Bá xin cảm tạ hai vị huynh đệ. Vậy huynh hãy mau đi đi. Ê, sao vậy? Huynh định đi đâu à? Đúng vậy, huynh định đi đâu vậy? Tôi vừa mới biết được một người bạn tốt của tôi đang lâm bệnh ở phương xa, tôi muốn đi thăm nom chăm sóc anh ấy. Huynh à, đây là một cơ hội rất tốt cho huynh đó. Hay là vài ngày nữa huynh hãy đi. Đúng rồi, bạn tôi lâm bệnh vẫn còn chưa biết nặng nhẹ ra sao. Nếu như chẳng may có gì bất trắc, tôi sẽ hối hận suốt đời. Ây. Ây. Huynh Cử Bá à, không nên để lỡ cơ hội như vậy. Huynh không thể bỏ đi như vậy được. Hai huynh không nề khó nhọc báo cho tôi tin tức này, Cử Bá hết lòng cảm ơn. Ây da, huynh thật là một con người kỳ lạ quá. Cử Bá, huynh hãy suy nghĩ cho kỹ đã. Số bạc đó đủ tiền đèn sách và ứng thí của huynh đấy. Thánh hiền có dạy, quân tử hiếu nghĩa, tiểu nhân hám lợi. Đại trưởng phu khi hành sự phải đặt đạo nghĩa trước tiên. Vì 200 lạng bạc mà không nghĩ đến an nguy sống chết của bạn bè, vì đâu được xem là có nghĩa. Như thế thì làm sao thành tựu ở đời được. Xin cáo từ gì gì. Huynh Cử Bá quả thật là người trọng nghĩa. Tuần Cử Bá một lòng không nài gian khổ, ngày đêm lên đường mong gặp bạn hiền. Huynh là ai? Đây là đâu? Huynh đã tỉnh rồi à? Vừa rồi huynh đã ngất xỉu ở trên đường lên núi đó. Tiên sinh, cơ thể của huynh còn suy yếu lắm, đừng đứng dậy rồi. Cảm ơn huynh đã cứu mạng. Chuyện nhỏ mà, huynh đừng khách sáo. Hình như huynh cũng đã đói lắm rồi. Thật may là trong miếu không biết có người tốt nào, đã để lại một ít gạo. Tôi có nấu một tô cháo hoa, mời huynh dùng. Nào, hãy ăn lúc còn nóng để cơ thể được ấm lại.
Không biết huynh đây đã gặp phải khó khăn gì? Không giấu gì huynh, vì canh tác của nhà tôi năm nay gặp phải nạn sâu rầy, lương thực còn lại trong nhà đều đi nộp thuế cả. Mẹ già đáng thương đã hai ngày rồi chưa được ăn gì. Tôi đành đến núi muốn hái một ít quả đem về cho mẹ dùng tạm. Đâu có ngờ còn huynh vì lý do gì lại mạo hiểm đi con đường núi này vậy? Tôi có một người bạn ở xa bị bệnh, tôi sợ đi đường lớn chậm trễ thời gian. Bây giờ bên ngoài binh mã loạn lạc, có thể có được một người bạn như huynh đây, mất cái mạng này cũng xin được kết nghĩa. Đúng vậy, tôi với người bạn này rất tâm đầu ý hợp, sớm đã kết nghĩa để huynh rồi. Năm đó chúng ta đã tìm kiếm nhiều ngày rồi, nhất định lần này phải tìm cho ra lá thuốc đó. Cử bá đừng lo, nhất định sẽ tìm được mà. Lý huynh, nhà huynh còn có vợ con và mẹ già cần chăm sóc, nhưng mà huynh lại đi theo đệ nhiều ngày như vậy, trong lòng cử bá quả thật cảm thấy rất áy náy. Cử bá, để nói gì vậy? Chúng ta kết nghĩa bằng hữu đã nhiều năm, nhưng cái việc nhỏ này mà làm không được sao? Huống gì cử bá lại là người con hiếu, tìm lá thuốc cho mẹ, huynh làm sao có thể ngồi đó mà nhìn được chứ? Hết lòng giúp đỡ bạn bè là bổn phận nên làm mà. Hãy nhân lúc trời còn sáng, chúng ta tiếp tục tìm kiếm đi. Cử bá, hãy mau lại xem này, Lý huynh đã tìm thấy cái gì vậy? Để nhìn này. Nhìn thấy không? Lần này mẫu thân được cứu rồi. Từ từ, cử bá, cẩn thận. Cử bá, cử bá mau trèo lên đi. Lý huynh, huynh hãy thả tay ra, nếu không đệ sẽ kéo huynh xuống luôn đó. Không, đệ hãy mau mau trèo lên đi. Lý huynh, đại ân đại đức này tôi cử bá không thể nào quên. Cử bá, chúng ta là anh em tốt của nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia mà. Tình nghĩa như vậy thật khiến người tán thán. Huynh à, tôi phải lên đường rồi. Ở đây tôi có vài bạc lẻ, huynh hãy lấy về mua lương thực cho gia đình đi. Cái này không được. Huynh cầm đi, mau về nhà. Mẹ huynh đang đợi huynh đó. Xin cáo từ. Hãy nhớ là nhất định phải hiếu thuận cha mẹ nhé. Huynh ơi, huynh tên gì vậy? Tôi tên Tuần Cử Bá. Tuần Cử Bá ngày đi đêm nghỉ, tranh thủ từng giây phút mới đến được huyện thành nơi bạn mình trú ngụ.
Anh chủ quán, xin cho hỏi đường đến huyện thành đi cách nào vậy? Anh đi huyện thành để làm gì? Bạn có bị bệnh, tôi đến đó thăm. Chàng trai à, tôi khuyên anh hãy quay về đi. Trên núi đầy bọn sơn tặc, đồng thời nghe nói đại quân của cường đạo rất nhanh sẽ tiến vào trong thành. Những người trong thôn lân cận đều bỏ chạy gần hết rồi, anh còn đi làm gì chứ? Trên đường gặp sơn tặc thì sao? Đây đâu phải là chuyện đùa. Chàng trai à, phải mau về đi. Bạn của tôi vẫn còn đang bệnh, cho dù gặp sơn tặc, cho dù có bị nguy hiểm hơn, tôi cũng phải nhanh chóng đi lên phía trước. Ây da, thật là một người trọng tình nghĩa. Vậy anh hãy mau đi đi. Đi độ khoảng 4 giờ nữa là tới. Phải đi cho nhanh mới có thể đến lúc đó trời chưa tối. Xin đa tạ. Lý Quynh ơi, Lý Quynh, lão bá à, xin cho hỏi. À, này anh, hãy mau đi đi. Nghe nói cường đạo đã cướp sạch thôn trang phía trước rồi, chúng sẽ đến đây nhanh lắm đó. Lý Quynh ơi, Lý Quynh. Lý Quynh, cửa bá đến rồi đây. Nước, nước. Để đến khi nào vậy? Vừa mới đến. Lý Quynh, mới mấy năm không gặp, bây giờ Quynh chịu khổ rồi. Lý Quynh, sao không thấy chị dâu và cháu đâu ạ? À? Cường đạo chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thành, người trong thành đều chạy đi hết rồi. Quynh để chị dâu và cháu theo hàng sớm chạy đi rồi. Để cũng mau chạy đi thôi, chậm trễ sẽ chạy không kịp đâu. Quynh thân mang trọng bệnh, bên cạnh không có người thân, là bằng hữu, để bỏ đi được sao? Tấm lòng của hiền đệ khiến người cảm động. Quynh là người sắp chết rồi, làm sao có thể liên lụy đến đệ được? Đệ hãy mau đi đi. Đệ bất chấp đường xa đến thăm, sao Quynh lại bảo đệ đi? Quynh đệ chúng ta đã kết nghĩa tử sinh, ngày nay đệ làm sao tham sống phụ nghĩa được? Còn xem là bằng hữu sao? Hiện giờ toàn thành đã bị cường đạo bao vây, xem ra không thể giữ nổi. Quynh cũng sắp chết rồi. Thành có bị cướp hay không, đối với Quynh cũng không sao. Nhưng đệ không cần thiết ở lại nơi đây. Bây giờ vẫn còn có cách, hãy mau nhanh chóng chạy đi. Lý Quynh, Quynh đang nói gì vậy? Bạn bè phải có phước cùng hưởng, có quà cùng chia chứ. Huống gì Lý Quynh đối với cường bá ân nặng như núi. Hiện giờ Quynh gặp đại nạn, Quynh không được bảo đệ bỏ rơi Quynh. Đệ tuần cự bá làm sao có thể làm việc bất nhân bất nghĩa như vậy được chứ? À, được rồi, Lý Quynh hãy nằm xuống nghỉ. Đệ nhóm lửa sắc thuốc cho Quynh. Không cần đâu, đệ mau đi đi, nơi này không an toàn đâu. Muốn đi thì phải đưa Quynh cùng đi. Quynh thế này không đi nổi đâu. Cự bá, Quynh hiểu tấm lòng của đệ. Quynh, Quynh không thể liên lụy đến đệ được. Được rồi, anh em với nhau mà nói liên lụy gì chứ. Quynh đừng nói nhiều nữa, hay nằm nghỉ ngơi đi. Để bình tình của Quynh bình phục, Quynh để chúng ta cùng nhau nghĩ cách cũng không muộn mà. Cường bá, Thank you.
Cường bá, Lý huynh, Lý huynh, nào, đừng động đậy, hãy mau nằm xuống. Lý huynh, nào, uống thuốc đi. Để có nấu chút cháo trắng. Uống thuốc xong thì huynh ăn chút cháo nhé. Uống nào. Cường bá, huynh uống thuốc rồi. Không sao, để hãy đi ngay trong đêm đi. Lý huynh, huynh hãy an tâm dưỡng bệnh. Sáng sớm ngày mai để sẽ ra ngoài tìm một chiếc xe ngựa. Anh em ta cùng đi. Đến chỗ có đầy rồi sẽ tìm đại phu giỏi. Bệnh có huynh không đến 2 ngày sẽ khỏi thôi. Cường bá, để thật là người trọng tình nghĩa. Lòng của đệ huynh biết rồi. Yên tâm đi, cho dù cường đạo có đến, thấy người bệnh như huynh sẽ không làm gì đâu. Để nghe huynh một câu, mau đi đi. Nếu không thuốc này huynh không uống nữa đâu. Đại ca, trong thành này hình như không có người, đều chạy cả rồi. Ê, đại ca. Đại ca, anh xem bên đó, hình như có đèn. Đi, đi xem sao. Đại ca, trong nhà chắc chắn có người. Người trong nhà, mau ra đây. Cường đạo đến rồi, để hãy mau ra cửa sau chạy đi. Huynh không còn sức lực nữa. Huynh đi không nổi nữa, để hãy để huynh lại, tự mình thoát nạn đi. Cử bá, nếu không thì để hãy trốn đi, bọn chúng đến rồi, huynh có thể ứng phó. Lý huynh nước nguội rồi, hãy mau uống đi. Cường bá, cái này. Đem những đồ giá trị giao ra đây. Nhanh lên. Ở đây thứ giá trị nhất là con ngựa ở bên ngoài nhà. Các ngươi có thể dắt đi. Ta đã lục soát hết rồi. Ngươi mà dối trá, ta sẽ cho ngươi một dao. Khoan đã. Đội quân của ta đi đến đâu đều cằn quét đến nơi đó. Người người đều trốn chạy. Ngươi là người nào dám đơn độc ở lại chỗ này? Cường bá, không liên quan đến đệ. Muốn giết hãy để chúng giết huynh. Cấm họng, không có hỏi ngươi. Tại hạ tuần cử bá, vì bản thân mang trọng bệnh, không người săn sóc, nên xa xôi ngàn dặm đến thăm, không quản gian khó, xin đau hạ lưu tình. Nếu như định phải giết thì định giết tôi là được. Các vị không được làm tổn thương đến tính mạng của bạn tôi. Ngươi quả thật không sợ chết sao? Nếu bây giờ ngươi cầu xin tha mạng, ta sẽ tha cho. Nếu như ngươi cứng đầu ở lại, ta sẽ lập tức giết ngươi. À. Hay, hay lắm. Hay cho tên nghĩa khí này. Khen cho ngươi không tham sống sợ chết. Thật không ngờ người trong thành thấy đều bỏ trốn, vẫn còn có ngươi xả thân cứu bạn. Thật không thể ngờ, không thể ngờ. Cha của ta nếu ngày xưa có một người bạn như ngươi thì đã không bị bệnh chết rồi. Đại ca, chúng ta đi. Đại ca, không cướp sao? Chúng ta ngày ngày nói nghĩa khí, đến thời khắc trọng yếu có mấy người được nghĩa khí như vậy? Ta phiêu bạt giang hồ bao nhiêu năm nay, hôm nay thật mới biết được cái gì thật sự là nghĩa khí. Ta cả đời làm việc bất nghĩa, làm sao có mặt mũi nào để cướp bóc một thành có nghĩa khí như vậy chứ? Nghe lệnh của ta, đem đại quân giải tán cho ta. Người anh hùng mong ngày gặp lại. Lý huynh, hiền đệ. Mạnh Tử nói: sống ta cũng muốn, nghĩa ta càng muốn hơn. Hai thứ nếu không thể kiêm giữ, ta thà bỏ sống cầu nghĩa vậy.
Nghĩa cử không màng, sống chết nêu cao nghĩa khí của từng cự bá, không những cứu được bạn của mình mà còn cảm hóa cường đạo hung ác, khiến cả một vùng tiêu tai miễn nạn. Nghĩa cử lớn lao như vậy đáng được người đời sau ca tụng. Lưu Đình Thức thay cha mẹ giữ trọn lời hứa. Lưu Đình Thức thời Triều Tống là người Tề Châu, tự đắc chi đối với người trung hậu chất phác, trọng nghĩa thủ tính. Tuy xuất thân từ gia đình làm nông, nhưng chàng rất nghĩa khí, bụng đầy chữ nghĩa. Đình Thức lúc còn nhỏ, cha mẹ chàng đã đến ước hôn nhân của chàng cùng con gái của một người bạn đồng hương, thỏa thuận hôn sự bằng miệng. Hắn làm huynh, sao đây không nhìn thấy chị dâu và cháu gì? Nàng ấy sợ ta đọc sách phân tâm nên đưa con về nhà mẹ ruột tạm ở vài ngày rồi. Chị dâu đối đãi người khiêm hòa khuân hậu, cùng hắn Lâm huynh tương đắc như vậy, quá thật là đội tướng đắc lực của huynh. Phụ nữ nông dân không hiểu chữ nghĩa nên dùng về thô thiển lắm. Ây, chị dâu đức hạnh đoan trang, đối với huynh phu sướng phụ tùy, hắn Lâm huynh quá khiêm tốn rồi, không dám không dám. Tôi nghe nói Đình Thức đệ cũng đã có ý trung nhân rồi, có việc này không? Quả thật có việc như vậy, là con gái của ông lão Triệu đó sao? Quả thật là, nghe nói nhà ấy nghèo rất bồng tơi mà. Người có thể nghèo nhưng chí khí không nghèo. Triệu tiểu thơ vốn là cháu gái của ân sư của đệ, đệ từ bé đã được ân sư dạy dỗ, biết đọc sách hiểu lý lẽ. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng đã có mối thâm tình dài lâu, đối với đệ cũng xem như chí đồng đạo hợp. Ồ, quá ra là thế. Huynh sớm đã nghe qua con gái nhà họ Triệu dịu dàng hiền thục. Hắn Lâm huynh, Đình Thức có một việc xin thỉnh cầu. Đình Thức đệ cứ đói đi, phiền hắn Lâm huynh đem việc này đưa đến nhà của Triệu lão bá, xin giao cho nhà Liên tiểu thơ. Đệ lúc này không tiện đến nhà họ Triệu được, làm phiền Lý huynh rồi. Đệ khách khí rồi. Đình Thức đệ, người quân tử lấy văn chương kết bạn, nhờ bạn mà bồi dưỡng nhân đức. Nào, ta Lý Hán Lâm đời này có một bằng hữu như đệ, quả thật là vinh hạnh. Đâu dám, Hán Lâm huynh quá khen rồi. Hán Lâm huynh còn trẻ đã có hoài bão cao thượng như vậy, khiến Đình Thức vạn phần bội phục. Đình Thức đệ, ngày thi hội đã gần kề trước mắt, huynh đệ ta hãy kết bạn lên đường. Rất hân hạnh. Vậy được, chúng ta hôm nay lấy trà thay rượu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ba ngày sau hẹn gặp lại bến thuyền. Không gặp không về, ba ngày sau hẹn gặp tại bến thuyền. Con chào bá phụ. Đây là vật mà Lưu Đình Thức nhờ con mang đến đưa cho bác, xin bá phụ giao lại cho Nhã Liên tiểu thơ. Ồ, được, cảm ơn công tử. Đây, bá phụ Hán Lâm xin cáo từ. Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện nắm tay cả đời, bên nhau đến già. Đại trượng phu chí tại bốn phương, lưu lạc khắp nơi, con đường phía trước hãy còn xa mịt. Tháng ngày cách biệt, mong là chàng ở nơi xa hãy bảo trọng. Đình Thức đệ, bên ngoài gió lớn, hãy mau vào trong. Chị ơi, chị ơi, em cái hôm nay vui như vậy nhất định là bán hết hoa rồi phải không? Đúng rồi chị ơi, một cành hoa cũng không còn nữa. Ồ, bức tranh hoa sen đẹp quá. Em à, trời sắp tối rồi, cha đi làm ruộng sắp về nhà rồi, chúng ta hãy mau đi nấu cơm nha. Vâng à.
Chị ơi, chị ơi, nghe nói, nghe nói Lưu tướng công Đỗ Cống Nguyên trở về rồi. Chị, chị làm sao vậy? Chị không biết Lưu tướng công trở về rồi hay sao? Chị đã biết rồi, vì sao lại khóc như vậy? Phải vì Lưu tướng công mà vui mừng chứ. Lưu công tử Đỗ Cống Nguyên là chuyện vui. Nhưng mà sao? Chị ơi, chị làm em nóng lòng muốn chết vậy. Chị ơi, chị hãy nói mau đi. Chị ơi, chị hãy nói đi. Chị nói đi mà. Chị nghe thím Lý hàng xóm nói mẹ của Lưu công tử cô quả nhiều năm đã mắc phải bệnh tim. Vừa nghe tin con trai thi đậu, vui mừng quá đỗi, nên nhất thời vui quá quá bi. Đã ra sao? Đã hôn mê bất tỉnh rồi, vẫn chưa tỉnh lại được. Hả? Chị ơi, vậy việc hôn nhân giữa chị và Lưu công tử sẽ như thế nào? Lưu công tử nhờ người nhắn lại lời hứa là chàng sẽ vì mẹ thủ hiếu 3 năm. Trong thời gian thủ hiếu không nhắc đến hôn sự, sợ lãng phí mất 3 năm tuổi xuân của chị. Thỉnh cầu cha xem xét lại có thể đồng ý chờ chàng mãn tang rồi mới bàn đến hôn sự không. Vậy chị nghĩ sao? Chị nghĩ hãy đợi cha về rồi cùng thương lượng. Con gái à, cha đồng ý vì con làm thế. Lưu công tử hiếu đạo như vậy, vừa có đức, có tài, có tình, có nghĩa, sau này nhất định không thể làm sai được. Con hãy đợi cậu ấy 3 năm đi. Cha, con gái xin nghe lời cha. Chị ơi, hôm nay em mắng nhiều quá hơn mọi ngày, sẽ giúp chị để dành cửu hồi môn nhé. Thời gian thấm thoát, nhật nguyệt tuần hoàn, chẳng mấy chốc 3 năm đã trôi qua. Đình Thức, thời gian 3 năm thụ hiếu của đệ đã qua. Kỳ thi đình sắp đến, đệ chắc hãy còn nhớ. Khi chưa gặp thời thì hãy hoàn thiện chính mình, lúc hiển đạt thì giúp cho thiên hạ. Thực hiện nguyện vọng của lệnh tôn lúc sanh tiền, đệ hãy mau chóng chuẩn bị lên kinh ứng thí. Lý Huynh không chuẩn bị cùng đệ đi sao? Hắn lầm bị gia sư trói thân rồi, uổng phí mất sự học. Lần này cáo lỗi không đồng hành cùng đệ được, sẽ ở đây chờ đệ kim bản đệ danh. Đình Thức đa tạ lời chúc của Lý Huynh. Hôm nay con xin thưa cha mẹ, con Lưu Đình Thức nay đã mãn 3 năm thụ hiếu, con muốn lên kinh ứng thí. Xin cha mẹ hãy an tâm, con sẽ không cô phụ kỳ vọng của cha mẹ. Có nghèo cũng ráng sức mà học, thi được công danh báo ân tổ quốc. Con cũng xin ghi nhớ lời dặn dò của mẹ, khi trở về nhất định sẽ giữ tròn lời hứa lấy Triệu Tiểu Thơ làm vợ. Lưu Đình Thức ngày đêm trên đường bôn ba lên kinh ứng thí. Chị ơi, sao chị lại suốt đêm không ngủ vậy? Chị mà như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lắm. Bệnh của cha ngày càng nặng, chị muốn kiếm thêm ít tiền mua thuốc cho cha. Em à, trời còn sớm, em hãy ngủ thêm một chút nữa đi. Em sáng sớm đi bán hoa cũng rất vất vả rồi. Chị bị sao vậy? Chị ơi, căn phòng vì sao tối đen như vậy? Sao chị không nhìn thấy gì vậy? Chị ơi, chị ơi, chị nhìn không thấy à? Chị nhìn không thấy sao? Mắt của chị, chị ơi, mắt của chị không nhìn thấy nữa rồi. Chị ơi, chị hãy mau tỉnh lại. Đại phu,
Đại phu, đại phu, cầu xin người hãy ráng cứu chị con. Cô đưa, hãy đứng lên đi. Không phải lão phu không cứu, mà sự thật là lực bất tòng tâm. Xin cáo từ. Cha, con biết bệnh của con chữa không khỏi, chứ đừng tốn tiền bệnh đại phu nữa. Con gái con vẫn chưa lấy chồng mà, con còn những tháng ngày dày phía trước nữa, đều là bệnh của cha đã làm khổ đến con rồi. Cha, cha đừng nói vậy. Mặc dù mắt con không nhìn thấy, con vẫn còn chân tay có thể làm việc, vẫn còn có tai để lắng nghe mà. Kỳ thi năm đó tuyển chọn người tài, Lưu Đình Thức đã kim bản đề danh, thi đậu tiến sĩ. Đình Thức đệ, Đình Thức đệ, chúc mừng, chúc mừng. Vừa mới hay tin đệ bản vàng đệ tên, áo mão về làng, huynh lập tức đến đây chúc mừng đệ. Đệ cũng xin chúc mừng huynh. Hán Lâm huynh, mời huynh mau đến tệ xá một lát. Đi. Đình Thức đệ, sao lại ra thế này? Tại vì sao ra cớ sự này? Đinh Thức đệ, việc đã đến nước này, để đừng đau lòng nữa. Nhã Liên, số của em sao mà khổ như vậy chứ? Đệ định đi đâu vậy? Đệ muốn đi lấy Nhã Liên, đệ sẽ đến nhà nàng cầu thân. Đinh Thức đệ, đệ không nghĩ đến thân phận của đệ hiện giờ sao? Làm gì việc tiến sĩ đi lấy cô vợ theo bao giờ chứ? Huống hồ cô ấy lại bị mù nữa. Quỳnh, cứ cho rằng nàng bị mù thì sao? Đệ và nàng tuy không chính thức đính hôn, nhưng lòng đệ đã hứa rồi. Điều này không khác gì đã hứa hôn. Theo lý là có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Đệ ơi, đệ đừng có ngốc quá. Hai người chỉ là hứa hôn bằng miệng thôi mà, chưa hề ký kết hôn. Và nạp xính lễ mà, làm sao xem là thật được? Hay là cho nàng ít tiền, để cho nàng ấy tự kiếm người lấy là xong mà. Hai huynh đệ chúng ta từ văn chương mà thành bạn, tình như thủ túc. Hôm nay Lý huynh sao lại thốt ra đời này? Ê, đệ à, huynh chỉ nghĩ cho đệ thôi mà. Huynh nghe nói tại bữa tiệc triều đình, văn võ bá quan đều mời rượu đệ, còn có thừa tướng muốn đệ làm con rể. Ngay cả đại học sĩ Tô Đông Pha cũng khen đệ là văn khúc tinh tái thế. Nếu như hôm nay đệ đi lấy một người vợ bù, không phải là sẽ khiến danh sĩ trong thiên hạ chê cười hay sao? Lời này sai rồi. Đệ và Nhã Liên dù chưa từng gặp mặt, nhưng sự hiền đức và hiếu thảo của nàng, người trong thôn đều biết. Đệ đã hứa trong lòng, làm sao dứt bỏ nàng cho được? Ánh mắt long lanh của nàng trước đây là vợ của đệ, ngày nay hai mắt bị mù thì vẫn là vợ của đệ. Câu nói của đệ thật làm người thức tỉnh. Không nói giấu đệ, hôm nay nếu không gặp đệ, ta đã... Huynh đã thế nào? Huynh đã bỏ vợ lấy người khác rồi. Cái gì? Lý huynh vì sao bỏ chị dâu vậy? Ta quả thật bị mê muội mất rồi. Lúc xưa sau khi chúng ta cùng nhau lên tỉnh đi thi trở về, ta dần dà có qua lại với mấy người nhà giàu có. Mỗi ngày đều có mỹ nữ rượu thịt bầu bạn, sống say chết mộng. Thấy nhà người khác tam thê tứ thiếp sanh lòng ngưỡng mộ, về nhà càng nhìn chị dâu của đệ càng không vừa mắt. Vì vậy mới khởi ý niệm muốn bỏ vợ. Hắn Lâm huynh, huynh hồ đồ quá rồi. Chẳng lẽ huynh quên câu bần tiện chi giao bất hạ dông, tào khang chi thê bất hạ đường hay sao? Lời thề bách niên giai lão giữa huynh và chị dâu đã bị quỷ quại mất rồi. Huynh đã quên lúc huynh nghèo khó đi học, không xu dính túi, ai đã một lòng ở bên cạnh huynh chăm nom săn sóc, nấu cơm sửa áo, phu thê cũng được, huynh đệ cũng được, bạn bè cũng được. Tình nghĩa giữa người và người nên được gây dựng, từ hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ. Những cái gì tiền kết thân, khi hết tiền rồi thì tình cũng cạn. Vì sắc kết thân, hoa tàn thì tình cũng hết. Vì đạo nghĩa kết thân thì vĩnh viễn dài lâu. Biết sai là người dũng. Hắn là huynh, huynh bây giờ hối hận vẫn còn kịp mà. Đệ à, huynh thật có lỗi với chị dâu của đệ. Quỳnh sẽ đi đón chị dâu từ nhà mẹ của nàng trở về. Đệ à, Quỳnh đang lấy công chuộc tội gì, sẽ làm người mai mối cho đệ nhé. Thay đệ đến triều gia cầu thân. Đệ hãy ở nhà đợi tin tốt của Quỳnh.
Hán Lâm huynh, huynh vất vả quá. Không ngờ Triệu gia chẳng những không nhận đồ xính lễ mà còn đòi từ hôn. Này, Triệu tiểu thơ còn đem cái này trả lại cho đệ. May quá chứ bị thấm nước. Triệu gia nhất định sợ con gái bị mù, không xứng với đệ đó. Xem ra đệ phải tự mình đi cầu thân thôi. Con gái lớn thân đang mang bệnh, đồng thời hiện giờ ngài thân là quan của triều đình, nhà tôi nghèo khó như vậy thật sự không dám trèo cao. Bá phụ nặng lời rồi, đình thí lần này là vì thực hiện hôn ước mà đến đây. Lưu Lan, Nhã Liên, con gái lớn của tôi hai mắt đã mù rồi. Lời hứa của quân tử đáng giá ngàn vàng, đình thí đâu thể vì nàng có bệnh mà hủy hôn ước chứ. Nhưng mà nếu như ngài không thể chê bỏ thì hãy lấy đứa con gái nhỏ của tôi vậy. Bá phụ, hai nhà chúng ta vốn kết giao nhiều đời, cha con trước đây có đính ước bằng miệng, nay con nhất định phải lấy Nhã Liên tiểu thơ. Mặc dù hiện giờ tiểu thơ Nhã Liên không nhìn thấy ánh sáng, nhưng lòng của nàng vẫn sáng mà. Con không thể làm trái với lòng con trước đây chứ. Con nhờ bá phụ chọn ngày lành tháng tốt, đình thức sẽ đến rước Nhã Liên tiểu thơ. Thiếp đã là người tàn phế, làm sao thiếp có thể làm liên lụy đến chàng được. Lưu công tử hãy đợi chút, để ta đi nói chuyện với Nhã Liên. Dạ bá phụ. Tiểu nữ nó không chịu nhận lời. Bá phụ, con và tiểu thơ đã có hôn ước mà. Chỉ là lời hứa miệng mà thôi. Huống hồ lúc xưa cha vẫn chưa kim bản đề danh, Nhã Liên vẫn chưa bị mù hai mắt. Hôm nay chúng ta khác xa nhau quá, làm sao xứng với chàng được chứ. Ngài thấy đó, nếu ngài thật sự lấy Nhã Liên, kể từ giờ ở chốn quan trường ngài sẽ bị người khác khinh rẻ. Bá phụ, con Lưu Định Thức nào gì vinh quang phú quý mà bội ước tín nghĩa, trớ bỏ nàng chứ. Nếu như người xét đến địa vị giữa chúng ta khác biệt quá lớn, không tương xứng, con thà từ quan về nhà, từ đây làm thầy đồ dạy học, cùng tiểu thơ Nhã Liên làm dân thường mà sống vậy. Lưu Lan, sao chàng lại khổ như vậy? Hãy quên thiếp đi. Con ngoan, ta đã không nhìn lầm người. Con rất giống cha của con, có tình có nghĩa. Bá phụ, xin người hãy nói lại với Nhã Liên tiểu thơ, đình thức tâm nguyện xin giữ lời hứa. Nếu tiểu thơ Nhã Liên không đồng ý, đình thức đời này sẽ không kết hôn. Được, Lưu công tử, ngài hãy đợi nhé, tôi đi hỏi con gái. Con gái à, con đã nghe rồi đó. Lưu công tử quả thật có lòng như vậy, con hãy đồng ý lấy cậu ấy đi. Con gái sẽ làm theo ý của cha. Gia đình viên mãn là cơ sở của xã hội hài hòa, đồng thời còn là nền tảng phồn vinh hưng thịnh của quốc gia an định. Hôn nhân mỹ mãn là chìa khóa của hạnh phúc gia đình. Lưu Đình Thước từ trước đến sau không che nghèo khó, lấy nàng Nhã Liên tật nguyện làm vợ, tuy chỉ là hôn ước bằng miệng. Nhưng Lưu Đình Thước vẫn kiên trì tín nghĩa, không những đã cứu vớt hạnh phúc cả đời người con gái, mà bản thân chàng cũng không oán, không hối. Sau khi Nhã Liên qua đời, chàng vẫn thủy chung như một, không hề tái hôn, sống lâu hưởng thọ. Nghĩa cử này của Lưu Đình Thức không những đã làm cảm động những người đọc sách thời đó, mà còn thức tỉnh mọi người xem trọng trách nhiệm, chồng nghĩa, vợ đức vậy. Phong khí xã hội vì đó mà hưng khởi. Lưu Đình Thức quả thật đã làm ra điển phạm cho thiên hạ nhiều đời noi theo. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Liên Tú cư sĩ.
Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.